chào mọi người nhá. Và chào mừng mọi người đến với livestream của xe máy Đức Kiên nhá. Chào Minh Tiến, chào An Vũ nha. Hôm nay cửa hàng Lai Mega cho mọi người đây. Các phòng SH cửa hàng đều có mọi người nhá. Mọi người muốn tham khảo con xe nào cứ để lại bình luận nha. Chào Nguyễn Tùng nha. Chào Đinh Văn Lộc nhé. Có tất cả các dòng xe SH cho mọi người tham khảo nha. Từ đời 2013 này đến 2021 cửa hàng đều có nhé mọi người. Đỗ Thế Kỷ ơi, cửa hàng đang không có con SH350 nào nhé. Bạn Lộc ơi, cửa hàng đang không có con SH nào nha. Anh Vũ ơi, cửa hàng em hiện tại đã không có con AB214 nào anh ơi. Thế là cửa hàng sẽ gửi đường link cửa hàng đang có AB cho anh nhé. Mua hiểm anh tiệp mượn rồi. Chào Nguyễn Thị Thanh Tâm nha. Bác bảo nay bác đi làm để nay bác nghỉ. Nguyên Ia Bana ơi, phu trò cửa hàng đang có xe mới bạn nhé. Còn hiện tại xe cũ cửa hàng nó không còn nào nha. Yến Lít cửa hàng, bạn muốn tham khảo xe cũ xe mới nhỉ? Xe cũ giá trị từ 27.600.000 là có xe cũ rồi nha. Và xe mới giá trị từ 38.800.000 là có xe mới. Xe Lít mới bạn nhé. Chào An Vũ nha. Đi dừng đỏ. Bạn ơi, con xe Vision đỏ này đời 2021, xe bạn chìa khóa thường nha. Nó xe cũ, mới chạy có mấy 200 cây thôi. Giá là 29.800.000 bạn nhé. Xe biển rồi, mình chỉ việc có mua về đi thôi. Minh Tiến nhá. Xe mới tinh. Đời 2013 biển 916. Đây bạn ơi, 78916 bạn nhé. Toán rồi, đây bạn cho con xe giúp mình nha.
CL2013 biển 78916. Xe rất là đẹp luôn mọi người nhé. Long Khánh ơi, AB bạn đặc biệt màu xanh xám. Cửa hàng đang có xe cũ bạn ơi, giá trị từ hơn 46 triệu là có xe bạn nhé. Xe mới chạy có 1.000 đến 2.000 cây thôi, xe rất mới luôn. Bạn dơ ơi, con đấy là một bạn là 150 rồi, bạn 2013 nhé, thì hơi rơi vào 53.800.000 bạn nhé. An Vũ ơi, cửa hàng em mình hiện tại đang không có con AB 2017 nào anh ơi. AB 2016 cửa hàng đang có chỉ từ 29 triệu là có xe rồi anh nhé. Tí cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình tham khảo nha anh ơi. Mọi người muốn tham khảo con xe nào để bình luận nha, em sẽ quay cho mọi người xem. SH Model 2019, 2020, 2021 cửa hàng đều có nhé. Các bạn xe còn rất mới luôn. Vâng anh ơi, AB đời 2016 đây anh ơi. Đây anh ơi, 2016 màu đỏ đen anh nhé. Con này là giá 29.800.000. Biển 34D124414 anh nhé. Dương Chiến ơi, SH5125D2018 cửa hàng có xe nhé. Cửa hàng đang có xe 125D2018 chủ thành phố nhé, giá là 76.900.000. Dương Chiến ở đây nhé. Nó có xe đây. Anh Dương Chiến là tính chiếc ebook của cửa hàng nha anh. Yến ơi, xe lít tầm 30 triệu được về đây chị nhé. Đây chị ơi, con xe này có 27.600.000 đời 2016 nhé. Xe màu xanh nâu nhé.
là 2016. Mọi người cứ đến cửa hàng tham khảo trực tiếp xe giúp em nhé. Cửa hàng có cho khách chạy thử xe đấy. Thì anh chị cứ đến cửa hàng để tham khảo trực tiếp giúp em. Cửa hàng em có hỗ trợ trả góp cho tất cả các loại xe luôn nha. Còn mọi người hãy đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên tại 237/289/238 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé. Cửa hàng em có cả xe mới và xe cũ cho mọi người tham khảo luôn. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ở cửa hàng nhé. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người đối với cửa hàng nhé. Xin chào mọi người.